Rồi, ok, cảm ơn em. Cảm ơn Dương. Chúng ta sẽ tới cả nội dung cuối cùng. Thì phần này chủ yếu là chúng ta sẽ nắm được các dạng của phương trình vi phân. Tất nhiên là phải có một số khái niệm nó quan trọng liên quan đến cả cái phương trình này. Giống như bắt đầu một trò chơi, chúng ta phải biết cái luật chơi, chúng ta phải biết cái những cái thuật ngữ, những cái khái niệm ở trong cái trò chơi đấy. Thì cái này cũng vậy thôi. Trước hết là phương trình vi phân. Thì nó xuất phát từ cái biểu thức vi phân của các hàm số. Ở đây chúng ta sẽ chỉ làm việc với cả hàm một biến và hàm hai biến thôi. Với cái phương trình f(x) bằng 0. Sao mình đã đưa ở đây làm gì nhỉ? Tức là mình giới thiệu lại nhắc lại cái khái niệm về phương trình với cả phương trình vi phân. Thì trước hết là phương trình. Chúng ta thấy là nó là một cái biểu thức nó bằng 0. F lớn x bằng 0 là phương trình một ẩn. Fxy bằng 0 là phương trình hai ẩn. Đấy thì đấy là cái phương trình đúng không? Thế còn về vi phân thì mình biết rồi. Nó là cái vi phân của một hàm số nào đó thôi. Chẳng hạn như hàm một biến thì chúng ta có cái vi phân là dy bằng y phẩy dx. Phần đạo hàm mà chúng ta nhắc thêm một lần này. Sau đó sang tới cái phần ứng dụng của đạo hàm thì cũng có là cái giá trị cận biên đấy. Nó chính là vi phân khi dx bằng 1. Sang đến phần tích phân thì chúng ta cũng lôi lại cái biểu thức này dy bằng y phẩy dx nhỉ. Đúng không? Thế gọi là phương trình vi phân là nó sẽ bao gồm cả hai yếu tố đấy, cả hai yếu tố phía trước. Đó là một cái biểu thức có chứa y phẩy bằng 0 thì gọi là phương trình vi phân. Hay là y phẩy chúng ta biết rằng nó còn có dạng biểu diễn là dy dx. Đấy, thì cái phương trình mà có dy dx thì nó cũng là phương trình vi phân. Và cái phương trình mà chỉ có y phẩy, chỉ có dy dx thôi, nó gọi là phương trình vi phân cấp 1. Nếu mà có y hai phẩy thì gọi là phương trình vi phân cấp 2, y ba phẩy là cấp 3. Nhưng chúng ta chỉ học phương trình vi phân cấp 1 thôi. Tức là chỉ có y phẩy và dy dx thôi. Chúng ta có thể nhìn cái ví dụ ở phía dưới thì đấy là cả hai cái phương trình vi phân cấp 1. Y phẩy ở ví dụ 1. Còn ví dụ 2 thì nó xuất hiện dy dx. Cái việc giải phương trình vi phân thì tương tự như việc chúng ta giải một phương trình một ẩn. Đó là tìm tất cả các giá trị của x mà nó thỏa mãn cái phương trình đấy, đúng không? Chúng ta thay vào thì thấy hai vế nó bằng nhau. Thay vào vế bên trái thì chúng ta được cái biểu thức f lớn x nó bằng 0. Thì đấy là cái nghiệm. Thì ở đây cũng như vậy, với phương trình vi phân cũng như vậy. Giải phương trình vi phân là chúng ta sẽ tìm, nhưng mà chúng ta không phải tìm một số mà là chúng ta tìm cái tất cả các cái hàm số mà nó thỏa mãn cái phương trình vi phân. Cụ thể là những cái hàm số nào mà chúng ta tính đạo hàm ra thay vào, tính vi phân ra thay ở đây thì thấy nó triệt tiêu, thấy cái vế bên trái này nó bằng 0 thì gọi là nghiệm của phương trình vi phân. Một số phương trình giống như phương trình ví dụ 2, vai trò của x và y nó tương đương nhau. Nó không phân biệt biến nào là biến số còn biến nào là hàm số. Đấy, nó không phân biệt rõ ràng cho nên là chúng ta có thể đôi khi chúng ta phải coi x là hàm của y. Nhưng ở trường hợp này hiếm gặp thôi, và năm nay thì lại còn thi cái tình trạng mà dính Covid các kiểu này đề nó dễ hơn thì chắc chắn là người ta sẽ không hỏi tới những trường hợp đặc biệt như vậy. Cái quá trình giải bao gồm hai thao tác chính: biến đổi cái phương trình để đưa về dạng chuẩn, và thứ hai là tính cái tích phân. Đấy thì cái để giải được phương trình vi phân thì buộc lòng chúng ta phải nắm được một số cái dạng tích phân nó căn bản, một số dạng tích phân nó đơn giản. Thứ nhất là cái bảng đạo hàm, xin lỗi, cái bảng nguyên hàm. Cái bảng 14 công thức ở phần trước ấy. Thứ hai là chúng ta phải nắm được cái dạng tích phân đơn giản nhất là tích phân từng phần. Thứ hai là dạng tích phân của phân thức. Thực ra thì phân thức nó dễ hơn nhưng mà từng phần thì nó phổ biến hơn và có khả năng là chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn là so với cả dạng phân thức. Về để minh họa cho quá trình biến đổi và tính tích phân, chúng ta sẽ xét cái ví dụ số 1. Chúng ta thấy là y phẩy trừ x bằng 0, chúng ta có thể rút được y phẩy ra bằng x. Và đến đây chúng ta làm sao để, tức là cái y phẩy nó bằng x ấy, thì hàm số nào đạo hàm ra x? Thì đấy là cái mà chúng ta phải, đấy là cái câu hỏi chúng ta phải trả lời, là chúng ta phải đi tìm ấy. Chúng ta phải đi tìm các cái hàm số mà nó đạo hàm để cho ra x. Đơn giản đúng không? Chúng ta tìm nguyên hàm của nó thôi, bằng cách là lấy cái tích phân hai vế. Đấy. Mặc dù không cần làm cái bước này nhưng mà chúng ta cũng biết được là nó sẽ là x bình chia 2 đúng không? Sau đó cộng thêm cả c nữa. Nhưng ở đây mình muốn minh họa cho quá trình giải phương trình vi phân. Cho nên là mình sẽ làm đầy đủ các bước. Rồi lấy tích phân lên. Tích phân hai vế theo biến x thì chúng ta sẽ thêm cái dx vào.
hoặc là chúng ta sẽ nhân cả hai vế thằng này với dx trước rồi lấy tích phân sau thì nó cũng như vậy thôi. Thì chúng ta nhớ rằng là y phẩy dx thì nó lại bằng dy, cho nên cái cụm này chúng ta có thể nhét y bên trong, chúng ta có thể đưa y bên trong thành dy đó, và lúc này thì nó ngon lành rồi. Với bên trái tích phân của một dx thì bằng x, thì suy ra là tích phân của một dy nó sẽ bằng y. Còn với bên phải dễ dàng thu được là x bình chia 2, và nó là cộng thêm cái hằng số c nữa. Thì đây là cái dạng này là cái dạng, đây là cái dạng kết quả chúng ta cần tìm, tức là dạng này đúng không, biểu diễn y theo x. Thế còn ví dụ số 2 thì sao? X y vai trò tương đương nhưng mà không sao cả. Chúng ta cái mục tiêu là mình cũng phải đi tính cái tích phân kiểu này, và nếu mà để lẫn lộn biến như như cái biểu thức này thì chúng ta sẽ không tính được, mà chúng ta phải đưa về cái dạng mà nó đồng nhất cái biến số, tức là một cái tích phân ấy nó chỉ có một biến duy nhất thôi. Thì ví dụ 2 đây. Đấy, thì chúng ta thấy là y nó gắn với cả dy rồi, x nó gắn với cả dx rồi, chúng ta chỉ cần chuyển vế là có thể cô lập được các cái biến số đúng không sang hai bên, sau đó lấy tích phân lên thì rõ ràng nó sẽ đưa chúng ta về các cái dạng tích phân hết sức cơ bản. Ở vế bên trái chúng ta sẽ được là y bình chia 2, đúng chưa? Chúng ta có thể coi nó tích phân của TDT, chả khác biệt gì cả, khác về mỗi ký hiệu thôi. Vế bên phải dễ dàng thu được là log Nepe trị tuyệt đối của x, và chúng ta sẽ được cái kết quả là y bình chia 2 thì bằng log Nepe trị tuyệt đối x cộng c. Đó, thì đấy là hai dạng kết quả. Với kết quả số 1 này chúng ta đã thấy nó tối giản hoàn toàn rồi, còn kết quả số 2 mình có thể biến đổi thêm một chút. Đó là chúng ta chuyển cái c sang thì thành trừ c này, thành y bình chia 2 trừ c. Sau đó e mũ hai vế lên thì sẽ được là trị tuyệt đối của x sẽ bằng e mũ cái vế còn lại, tức là 1 phần 2 y bình trừ c. Đúng chưa? Sau đấy là cái mục đích là như đây là nhiều bạn cũng có thể ngắm ra là mình đang muốn rút cái y theo x, xin lỗi, rút cái x theo y đúng không, mình cô lập x ra đấy, sau đó phá trị tuyệt đối ra. Và lưu ý rằng là hôm trước là mình có nhắc tới cái biểu thức mà nhân với hai biểu thức cùng cơ số đúng không, đó là a mũ b nhân với cả a mũ c thì bằng gì, thì bằng a mũ b cộng c. Ở đây chúng ta áp dụng ngược lại đấy, với a thì bằng e, còn b thì là 1 phần 2 y bình, cái c này thì nó là cái trừ c này, rồi chúng ta tách ngược lại thôi đấy. Sau đó là lưu ý cái c ở đây nó là hằng số đúng không, nó là hằng số, một hằng số bất kỳ nào đó thuộc R, thì do đó e mũ trừ c cũng là một hằng số bất kỳ thuộc R, xin lỗi, một hằng số bất kỳ mà nó lớn hơn không, e mũ nó phải lớn hơn không, nhưng mà chúng ta thêm cộng trừ e mũ vào, phá trị tuyệt đối ra thì sẽ được là trị tuyệt đối của x, trị tuyệt đối của x thì nó sẽ bằng cộng trừ x, tùy theo tình huống là x âm hay dương đúng không, chúng ta sẽ có là cộng trừ x, và cộng trừ này thì mình lại đổi nó sang về bên phải, nhân nó sang đưa cái dấu cộng trừ sang về về bên phải, thì mình chỉ ký hiệu lại cái này thành đây, mình chỉ ký hiệu lại cái hằng số này, đây cũng là một hằng số nào đó đấy, và hằng số này thì nó không bằng không được, tại vì e mũ trừ c thì luôn dương, cho nên là cộng e mũ trừ c thì dương, trừ e mũ trừ c thì âm, do đó nó không thể bằng không được, nên là xuất hiện cái điều kiện này với cái c ngang, tức là cái phần màu vàng đấy, phần màu vàng, những cái phần bôi vàng này là nó không thể bằng không được. Nhưng mà thôi, mình lấy minh họa này cho chúng ta thấy là một cái kết quả, à xin lỗi, cái kết quả phương trình vi phân nó có thể có hai dạng biểu diễn, một à ba dạng chứ, ba dạng. Một là rút được y theo x, rút được y theo x. Thứ hai là không rút được y theo x. Thứ ba là có thể rút được x theo y. Với những bài mà nó như thế này thì chúng ta có thể rút được x theo y. Đấy. Kết luận như thế nào? Thì nếu mà chúng ta rút được y theo x, tức là biểu thức cuối cùng ở dạng y bằng fx cộng với cả c như thế này, thì chúng ta sẽ kết luận đó là nghiệm tổng quát của phương trình vi phân. Và từ slide này trở đi mình sẽ ký hiệu nghiệm tổng quát là NTQ. Thế còn cái trường hợp thứ hai là chúng ta không rút được y theo x hay là x theo y, không rút được. Ở bài này là chúng ta rút được nhưng ở bài này là không rút được này, không rút được. Thì chúng ta sẽ ký hiệu nó là, xin lỗi, chúng ta sẽ gọi kết quả ở dạng thứ hai này là tích phân tổng quát của phương trình vi phân.
Và từ đây trở đi mình sẽ ký hiệu là TPTQ, tích phân tổng quát. Đó. Thế còn nếu mà chúng ta rút được x theo y đối với những bài mà vai trò x y nó tương đương như ví dụ hai thế này mà chúng ta rút được kiểu này thì mình cũng gọi nó là nghiệm tổng quát thôi. Nếu mà rút được bên này thì bên kia gọi là nghiệm tổng quát. Thế còn nếu không rút được kết quả ở dạng cái phương trình kiểu như này thì gọi là tích phân tổng quát. Chúng ta hiểu rằng cái hàm số y bằng fx nó tồn tại ở dạng hàm ẩn. Nó ẩn trong cái phương trình này, chúng ta không biết mặt mũi thế nào, chỉ biết là nó có thôi. Thì gọi là tích phân tổng quát đối với kết quả dạng thứ hai nha. Thì đấy là những cái khái niệm. Và chúng ta còn một khái niệm nữa, để ý rằng trong cái nghiệm tổng quát ấy, nó có cái hằng số C, và hằng số C này có thể là một giá trị bất kỳ nào đó thuộc R. Thì với mỗi một giá trị của C, ví dụ C bằng 1, chúng ta sẽ có một nghiệm cụ thể là y bằng x bình chia 2 cộng 1. Nếu C bằng trừ 2, chúng ta sẽ có một nghiệm cụ thể khác là y bằng x bình chia 2 trừ 2. Thế mỗi nghiệm cụ thể đấy, người ta gọi là nghiệm riêng. Còn cái nghiệm mà nó bao hàm tất cả nghiệm riêng được gọi là nghiệm tổng quát. Nghiệm tổng quát sẽ bao gồm tất cả nghiệm riêng. Mỗi trường hợp của C này chúng ta sẽ có được một nghiệm riêng. Tương tự như phía dưới, đối với trường hợp tích phân tổng quát, chúng ta xét cái hằng số C này là một số cố định. Đấy, một số bất kỳ nào đó, một số giống như số 2 ở đây chẳng hạn. Chúng ta sẽ có được cái nghiệm xin lỗi, chúng ta sẽ có được cái tích phân riêng. Nghiệm tổng quát, tích phân tổng quát. Và chúng ta sẽ có cái nghiệm riêng và tích phân riêng. Đấy, nghiệm riêng là một trường hợp của tích phân tổng của nghiệm tổng quát. Thế còn tích phân riêng là một trường hợp của tích phân tổng quát. Chúng ta cứ hiểu là khi cho cái hằng số C là một số cụ thể thì nó sẽ được cái giá trị riêng. Còn nếu mà để dạng biểu diễn hằng số bất kỳ gọi là tổng quát. Đây là những khái niệm chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta sẽ nhắc tới trong những phần tiếp theo về giải các phương trình vi phân. Chúng ta có tất cả là ba cái nhóm phương trình vi phân, tất cả ba nhóm phương trình vi phân. Đấy. Trong ba nhóm đấy lại chia thành những cái dạng nhỏ hơn và dạng và cái nhóm phương trình mà dễ xử lý nhất ấy là nhóm phương trình vi phân toàn phần. Thì nhóm phương trình vi phân toàn phần nó sẽ có hai cái nhóm nhỏ hơn, nhưng mà một một cái nó phức tạp hơn thì chúng ta được giảm tải rồi, chúng ta không thi nữa. Chúng ta chỉ làm việc với cả cái nhóm phương trình rất đơn giản này thôi, đó là phương trình vi phân toàn phần dạng chuẩn. Nhắc lại về vi phân toàn phần là khái niệm dành cho hàm nhiều biến. Vi phân toàn phần của v kép chúng ta ký hiệu là dv kép đúng không? Và xác định bởi v kép phẩy x dx cộng v kép phẩy y dy. Đấy, cái ký hiệu này là cái ký hiệu hàm số thôi nhá, ký hiệu đạo hàm của v kép theo x thôi. Chúng ta có thể viết là v kép phẩy x không cũng được. V kép phẩy x không cũng được. Mà không cần thêm cái ngoặc ngoặc đằng sau. Nó giống như khi người ta viết là y với cả viết là y x vậy. Thì nó vẫn là hàm số. Nó vẫn là hàm số y bằng fx thôi. Chẳng qua là hai ký hiệu khác. Và khi mình viết là y mở ngoặc đóng mở ngoặc x như thế này, chúng ta hiểu rằng là y là hàm, còn x là biến của nó. Thế còn đây tương tự cho v kép phẩy, đúng không? Tương tự ở tình huống này cũng thế này. V kép đóng mở ngoặc x phẩy y, có nghĩa là v kép hàm hai biến, các biến của nó là x phẩy y. Ở đây thì cũng thế. Đạo hàm của v kép theo x và nó cũng là hàm hai biến x y, nên mình có thể viết thế này, hoặc là ký hiệu đơn giản ngắn gọn hơn là thế này. Ở đây mình chọn dạng ký hiệu kiểu này là tại vì nó liên quan đến cái phương pháp cho cái phương trình vi phân toàn phần. Được rồi, cái vi phân toàn phần là dv kép, thì cái phương trình vi phân toàn phần chúng ta sẽ cho cái dv kép bằng 0 thì sẽ được cái phương trình vi phân toàn phần. Nhá, chúng ta sẽ cho cái biểu thức dv kép này bằng 0 này, dv kép bằng 0. Mình sẽ thay cái biểu thức tường minh của dv kép, tức là biểu thức bên trên này xuống. Đấy. V kép phẩy x dx cộng v kép phẩy y dy bằng 0 thì chúng ta sẽ được một cái phương trình gọi là phương trình vi phân toàn phần. Phương trình vi phân toàn phần. Đó. Thì trong phương trình này nó chứa gì? Nó chứa dx, nó chứa dy này, cho nên là chúng ta sẽ giải nó theo phương trình vi phân. Giải như thế nào? Đấy, thì mục tiêu của chúng ta sẽ là tìm lại cái phương trình ở dạng v kép nó bằng c. Tại sao lại như thế?
Thì chúng ta xuất phát từ biểu thức DV kép này, chúng ta lấy tích phân hai vế. Chúng ta lấy tích phân hai vế. Đấy, thì rõ ràng là tích phân của 0 thì nó bằng C, tại vì C đạo hàm ra 0. Đúng không? Nguyên hàm của C của 0 thì bằng C. Và cái bên trái này thì chúng ta thấy rằng là tích phân của 1dx thì nó bằng x. Từ đó suy ra tích phân của 1 dv kép thì bằng v kép. Ở đây chính là kết quả cuối cùng mà chúng ta cần phải tìm đối với những bài mà cho cái dạng là phương trình vi phân toàn phần. Đây là kết quả cuối cùng chúng ta phải tìm. Trong đó C là hằng số cố định. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra hàm số v kép mà thôi. Thì thật may mắn là tìm v kép chúng ta có công thức. Chúng ta có công thức để tìm v kép, yên tâm. Phía dưới là ba bước mà chúng ta sẽ giải cho một phương trình vi phân toàn phần. Phương trình mà chúng ta sẽ gặp ở trong đề thi, ở trong cái phần luyện tập, đó là phương trình ở dạng sao. Đấy, có dx, có di, m và n. Trong đó m là biểu thức hai biến, n cũng là biểu thức hai biến. Chúng ta nhìn thấy tại sao mình lại viết ở dạng xy này là để liên hệ với cả cái biểu thức m và n ở đây. Đấy, thì nó là biểu thức hai biến thôi, chúng ta hiểu đơn giản là như thế. Cái bước đầu tiên để chúng ta giải phương trình ở dạng sao là chúng ta phải kiểm tra xem nó có phải là phương trình vi phân toàn phần hay không. Làm sao để biết được nó là phương trình vi phân toàn phần hay không thì chúng ta sẽ sử dụng điều kiện này. M phẩy y trùng với cả n phẩy x, có nghĩa là hai thằng này nó sẽ cho ra biểu thức y như nhau. Cái điều kiện này xuất phát từ gì? Nó xuất phát từ việc cái đạo hàm hỗn hợp cấp 2 của hàm số sơ cấp thì nó bằng gì nhỉ? Thì nó trùng nhau, nó y hệt nhau. Biểu thức nó y hệt nhau. Cái này là phần trước chúng ta đã thử đạo hàm rồi. Đúng không? Biểu thức nó y hệt nhau. Vị trí của v kép phẩy x nó tương ứng với cả m. Đây mình sẽ highlight để chúng ta nhìn nó rõ hơn. Vị trí của v kép phẩy x, để một chút ấn nhầm mất cái công cụ. Ở đấy màu màu xanh nhạt đi. M x y bởi vì nó dính với cả dx cho nên là cái vai trò của nó giống với cả cái v kép phẩy x ở đây này. Đúng chưa? Vai trò nó sẽ tương đương. Nếu sao là phương trình vi phân toàn phần thì m nó chính là cái v kép phẩy x luôn. Còn n thì sao? N nó là v kép phẩy y. Đấy, và chúng ta thấy rằng là cái v kép 2 phẩy x y này thì sẽ bằng là v kép phẩy x đạo hàm lần nữa theo y. Và cái còn lại nó sẽ bằng v kép phẩy y đạo hàm lần nữa theo x. Gắn vị trí tương ứng đây nó chính là m phẩy theo y và n phẩy theo x. Nếu trùng nhau, tức là cho cùng một biểu thức thì sao là phương trình vi phân toàn phần. Lúc đó chúng ta sẽ tìm cái v kép này theo công thức. Việc của chúng ta là nhớ công thức rồi áp dụng. Công thức như sau. Đấy, nó xuất phát từ phương trình dạng sao này. Đấy, m b xuống, n b xuống. Nhưng mà sao? Mình đánh cái số màu đỏ, những cái ký tự mà mình để màu đỏ là hằng số nhá, hằng số. X0, Y0, X0 ở đây cũng là hằng số. Đây là một công thức thôi. Công thức thứ hai đó là chúng ta sẽ để hằng số ở bên m chứ không phải bên n nữa. Chúng ta để ở bên 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 m. Thì có một điều để chúng ta có thể nhớ được, đấy là nếu mà chúng ta để hằng số ở bên di thì mình phải để x. Tại vì nếu để y thì tự dưng là nó sẽ bị hằng số hóa cái này đi, nó sẽ bị lệch đi. Bởi vì tích phân đang tính là biến y mà, hằng số thì nó lại không có gì để nói nữa rồi, đúng không? Chúng ta nếu là thay chéo nhá, thay vào m hoặc là thay vào n. Thay n tức là thay bên di chúng ta phải thay vào x, còn thay bên dx chúng ta phải thay vào y. Trong đó x0 y0 là các hằng số. Thì chúng ta làm sao chọn được? Thì tùy, mọi người tùy. Miễn sao là x0 y0 nó phải nằm trong miền xác định của m và n. Thông thường nó sẽ chọn các cặp sau. 0 0 chọn x0 bằng 0, y0 bằng 0. 0 1 0 1 0 và 1 1 vân vân, chúng ta có thể có nhiều cặp khác nữa. Nhưng ở đây là 3 à 4 cái trường hợp mà phổ biến chúng ta sẽ sử dụng. Ví dụ như khi mà chúng ta khi mà x nó ở dưới mẫu chẳng hạn thì lúc đó x nó không thể bằng 0 được, chúng ta không thể chọn x bằng 0 được mà nó phải chọn x bằng 1. Đấy, kiểu như vậy. Cái việc lựa chọn này nó phải căn cứ vào miền xác định của m và n nữa.
Bước 3 là sau khi có cái VK này rồi, chúng ta tính cái tích phân này ra. Có VK rồi nhá. Thì mình kết luận nghiệm thôi. Mình kết luận nghiệm. Đây, cho cái dạng này này. VK bằng C, cho nó bằng C thì sẽ được cái tích phân tổng quát hoặc là nghiệm tổng quát tùy tình huống mà chúng ta có thể rút được y theo x hoặc là x theo y hay là không. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ vào ví dụ. Quan trọng nhất về ý tưởng ấy, để làm được cái phần này, ngoài cái việc mà chúng ta nắm được cái khái niệm phía trên ra, thì mình phải nhớ được cái bước đầu tiên là phải kiểm tra xem là nó có phải là phương trình vi phạm toàn phần hay không. Và thứ hai là ta phải nhớ một trong hai công thức này. Nhớ được cả hai càng tốt, bởi vì chúng ta sẽ có thêm lựa chọn để mình tính tích phân cái nào cho nó đơn giản hơn. Đấy, còn nhớ một cái thôi là cũng có thể làm được rồi. Chúng ta sang ví dụ là giải phương trình này. Bước thứ hai là tìm cái nghiệm riêng thỏa mãn cái điều kiện y tại 0 bằng 1. Thì chúng ta sẽ giải cái phương trình này bằng cách kiểm tra xem nó có phải là phương trình vi phạm toàn phần hay không. Chúng ta sẽ đặt m và n để cho dễ nói chuyện. Nhớ đặt m với n sao cho nó phải đưa về dạng là mdx cộng với cả ndy nhé. Cộng ndy. Bây giờ đạo thì nếu mà mọi người quên thì mình có thể xem lại phía trước. M là cái gắn với cả dx đúng không? Thì nó phải đạo hàm chéo, đạo hàm theo y. Này, cái này phải đạo hàm theo y này. Còn thằng này phải đạo hàm theo x. M phẩy y thì bằng 2x. Tại vì lúc đấy x là hằng số, đúng không? Chúng ta bỏ y đạo hàm 1. N phẩy y, xin lỗi, n là cái gắn với cả dy thì n nó phải phẩy theo x. Y là hằng số dạng tổng đạo hàm tổng tổng đạo hàm, hằng số đạo hàm bằng 0. Bỏ này đi. Chỉ còn lại 2x thôi và nó bằng nhau. Xin lỗi, nó trùng nhau, tức là nó trùng nhau, tức là nó y hệt ở biểu thức, nó là một đấy. Thì bây giờ nó là phương trình vi phạm toàn phần rồi, cái phương trình bài cho là phương trình vi phạm toàn phần. Chúng ta sẽ tìm cái phi cái hàm mà v kép lớn đúng không? Đây, chúng ta sẽ tìm cái hàm v kép lớn. Áp dụng công thức. Ở đây mình chọn x không bằng 0 và y không bằng 0. Tại vì là không có thằng nào dưới mẫu hết, mình chọn 0 0 để tính cho nó tiện. Và ở đây mình thay bên nào nhỉ? Mình thay vào cái bên DI, tức là thay bên N thì phải thay x bằng 0. Đấy. Mình thay x bằng 0 vào đây này. Thay x bằng 0 vào đây. Tại vì thay ở bên DI ấy, thay bên DI là mình phải thay x. Phải thay x. Thay bên dy mà phải thay vào x, còn thay bên dx thì mình mới thay vào y. Lúc này chúng ta thấy là cái tích phân này thì nó đồng nhất về biến số rồi, chúng ta để tính nó đơn giản. Tích phân này nó bị lẫn lộn thì chúng ta nhớ rằng đạo hàm riêng theo x, đạo hàm riêng theo x, y là hằng số. Thì bây giờ lấy tích phân theo x, hai phép toán ngược nhau ấy, y nó cũng là hằng số. Do vậy là vai trò của y ở đây nó giống với cả cái số 2. Mình có thể bỏ ra ngoài tích phân được, bỏ ra rồi tính. Thế còn cái chỗ này chúng ta sẽ bỏ trừ một ra để cho nó gọn. Nhắc lại này, đạo hàm theo x thì y là hằng số, từ đó kéo theo tích phân theo x thì y cũng là hằng số, bởi vì đạo hàm và tích phân là hai phép toán ngược nhau mà, lượt đi thì nó hằng số rồi, lượt về cũng là hằng số thôi, không tác động về nó. Bây giờ tính hai tích phân này thì ngon lành đúng không? Thằng này thì sẽ bằng là x bình chia 2 nhân với cả 2 ở phía ngoài sẽ là x bình nhân y. Đấy, sau đó thế cận. Thế còn thằng đằng sau thì sẽ là y mũ 3 chia 3 thế cận. Nhiều bạn có thể lúng túng là hai cái cận nó lại nó không phải là số, nó xuất hiện cái x ở đây thì không sao cả. Chúng ta thay bình thường, tức là chúng ta sẽ thay cái x này vào vị trí của x là thế cận bên trên này. Sau đó thế cận bên dưới chúng ta sẽ thay x nó bằng 0. Thay như bình thường, thay như là cái tích phân xác định bình thường thôi, kệ nó. Thay x bằng x. Còn bên này chúng ta phải thay y. Đấy, thay y bằng y này, sau đó thay y bằng 0 nữa. À, kết quả nó sẽ được như sau. X bình y trừ đi 1/3 y mũ 3. Đấy, thế cận trên thì cận dưới, thế hết sức bình thường nhá. X thay bằng x. Còn ở bên dy y thay bằng y. Có hàm v kép rồi chúng ta sẽ có được cái
tích phân tổng quát của phương trình vi phân đã cho là cái x bình y trừ 1 phần 3 y mũ 3 thì là bằng c. Xong yêu cầu đầu tiên, rất là ngắn gọn, đúng không? Mình nói nó hơi dài nhưng mà chúng ta nếu mà thành thạo dạng này rồi, rất là ngắn. Đấy, có hai bước, có mỗi hai bước này, tính tích phân nó không phải quá khó đâu. Thi trắc nghiệm thì lại càng dễ. Bây giờ là yêu cầu ra tìm nghiệm riêng thỏa mãn cái điều kiện kia. À, cái này có nghĩa là gì? Y tại 0 bằng 1 mà y của chúng ta lại là hàm của x. Đúng không? Thì y tại 0 có nghĩa là y tại x bằng 0 thì nó bằng 1. Tìm nghiệm riêng có nghĩa là chúng ta phải xác định cái gì? Chúng ta phải xác định cái hằng số c. Cụ thể xem nó bằng bao nhiêu thì mới có được nghiệm riêng, còn nếu để c kiểu như này thì nó lại thành nghiệm tổng quát mất rồi. Là sao để có được c? Chúng ta thay x bằng 0 và y bằng 1 vào trong cái vế trái của cái tích phân tổng quát mà chúng ta vừa tìm được ấy. Thay đây. Thay x bằng 0 và y bằng 1 vào. Đó. Thì sau đó chúng ta sẽ có được cái c bằng trừ 1 phần 3. Đúng không? Thay 0 ở đây được 0. Thay 1 ở đây được 1 phần 3. C bằng trừ 1 phần 3. Và như vậy chúng ta sẽ có được cái tích phân riêng. Tích phân riêng là x bình y trừ 1 phần 3 y mũ 3 bằng trừ 1 phần 3. Đây, thay cái C này bằng trừ 1 phần 3. Chúng ta phải ngắm lại một chút, rồi có gì thắc mắc thì có thể hỏi luôn. Đấy, nếu mà để là C thì là tích phân tổng quát, còn để là trừ 1 phần 3 thì là tích phân riêng. Và tích phân này sẽ chứa nghiệm riêng cần tìm, có nghĩa là cái nghiệm nó thỏa mãn y tại 0 bằng 1. Rõ ràng chúng ta sẽ thay x bằng 0 ở đây sẽ rút ra được cái y tại 0 bằng 1, đúng không? Giống như cách thức mà chúng ta tìm giá trị của hàm ẩn vậy. Ở phần hàm nhiều biến là mình cũng có cái ví dụ cho việc tìm giá trị của hàm ẩn rồi. Đó, chúng ta chỉ cần thay vào cái phương trình xác định thôi. Chúng ta sẽ sang ví dụ số 2. Ví dụ 1 thì phải có ví dụ 2 chắc chắn rồi. Giải phương trình này. Đấy, thì người ta không có yêu cầu gì phụ cả, người ta chỉ yêu cầu là giải phương trình thôi. Thì nhận thấy nó có dạng phương trình vi phân toàn phần. Đấy, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ đặt m, đặt n như thế nào? M đương nhiên là gắn với cả dx rồi. 2x chia y mũ 3. M đây. Thế còn n là bằng gì nhỉ? Chúng ta nhớ rằng cái dạng của phương trình ấy thì nó phải là m dx gì nhỉ? Cộng với cả NDI. Đấy, mình viết thế này thì các em có thể hiểu rằng là chúng ta phải đặt N làm sao cho xuất hiện dấu cộng ở chỗ này. Đúng không? Do đó chúng ta phải đặt N bằng cả cái cụm mà bao gồm cả cái dấu trừ này. Đặt bằng cả này này. N bằng trừ 3x bình trừ y bình chia cho y mũ 4. Đấy, phải đặt như vậy nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra điều kiện xem là nó có phải là phương trình vi phân toàn phần hay không bằng cách là đạo hàm. Nhắc lại một lần nữa là cái biểu thức mà gắn với cả dx chúng ta phải đạo hàm theo y, còn biểu thức gắn dy phải đạo hàm theo x, đạo hàm chéo ấy. M phẩy theo y thì sẽ bằng là cái này sẽ là trừ là y mũ trừ 3 đạo hàm ấy, đúng không? Y mũ trừ 3 đạo hàm thôi, cũng không mất bao nhiêu thời gian, mình có thể viết lại một chút. Đó là y mũ trừ 3 đạo hàm theo y. Còn cái 2x kia hằng số nó để ra ngoài rồi. Thằng này đã áp dụng cái công thức đạo hàm thì nó được là x mũ alpha đấy. Y x mũ alpha đạo hàm này bằng alpha này 2x nhân với cả trừ 3 này alpha này, đúng không? Nhân với cả x mũ alpha trừ 1 tức là trừ 4. Và rõ ràng chúng ta sẽ thu được là 2 nhân trừ 3 là trừ 6, nhân thêm với cả x nữa, còn mũ trừ thì là mũ ở dưới mẫu y mũ 4. Đấy, chúng ta sẽ được cái kết quả như bên trên. Và hoàn toàn tương tự cho cái tình huống là n phẩy theo x cũng thế, n phẩy x nó còn dễ hơn, đúng không? Y đạo hàm bằng 0, đạo hàm tổng đạo hàm bằng 0. Còn thằng này đạo hàm theo x thì nó được là 6. 6x chia 4, trùng nhau rồi. Mừng quá. Nếu mà kiểm tra ra được cái phương trình vi phân toàn phần thì quá là ngon. Đấy, chúng ta sẽ giải nó theo cái công thức. Tính tích phân ở phần đấy nó cũng không phải là đánh đố quá, không phải quá khó khăn. Có hai công thức đấy và chúng ta phải chọn x0 y0.
Ở đây mình nhìn thấy y nó nằm ở dưới mẫu, cho nên là chúng ta không thể chọn cái cặp không không giống như là ví dụ số 1 được. Chúng ta không thể chọn y bằng không được, tại vì y đang nằm ở dưới mẫu này. Đúng không? Cho nên chúng ta sẽ chọn một cái cặp khác. Ví dụ y bằng 1, hay còn x không có điều kiện gì, mình sẽ chọn x bằng 0. Áp dụng công thức. Đây. Chọn y bằng 1 và cái x thì nó bằng 0. X không có điều kiện gì hết. Và ở đây mình lại tiếp tục sử dụng cái công thức mà chúng ta thay bên dy. Đấy, chúng ta sẽ thay cái bên nào mà thay được là số 0 này ấy. Thay được bằng số 0 này chúng ta sẽ thay này thì nó sẽ thuận tiện hơn bởi vì nó triệt tiêu đi. Đấy, thay số 0 vào thì mình phải thay ở bên dy tại vì là 0 này là x này, đúng không? Đây là x0. Chúng ta phải thay bên dy. Thay cái này nó bằng 0 thì chúng ta còn lại là trừ của trừ y bình chia y mũ 4 và trừ trừ triệt tiêu y bình chia y mũ 4 còn là một phần y bình. Đây là tính tích phân như bình thường. Cái một phần y mũ 3 này nó là hằng số cho nó bỏ ra ngoài được. Bởi vì tích phân là đang tích phân theo biến x. Bên này biến số đồng nhất y y. Dễ dàng thu được kết quả là x bình chia y mũ 3 thay cận là x và 0. À, chúng ta cũng thay là cận trên chứ cận dưới. Nhớ là phải thay vào x nhá. Tại vì đây là cái phần tích phân của x. Còn bên này ngon lành rồi. Thay vào thì sẽ được cái kết quả là như thế này. À, V kép. Rất nhanh, rất ngắn gọn đúng không? Rất dễ. Có V kép xy rồi chúng ta sẽ cho nó bằng C và sẽ được là cái tích phân tổng quát của cái phương trình vi phân đã cho, tức là phương trình này. Nó sẽ có cái tích phân tổng quát là cái thằng này. Đấy. Và nhận thấy là C là hằng số. Cái 1 này nó cũng là hằng số. Như vậy thì có thể nhập 1 vào trong C để được. Đấy. C sẽ bao gồm tất cả các hằng số. C là hằng số thì C trừ 1 nó cũng là hằng số thôi. Và chúng ta phải viết ở dạng khác. Đây, như này. Đúng chưa? Cái 1 nó ảnh hưởng gì đâu. Thay vào đây này. C trừ 1. Hằng số mà. Phân ly biến. Chúng ta thấy là cái biến số nó sẽ tách rời nhau. X đi với cả dx, còn y đi với cả dy. Như ví dụ số 1 này là chúng ta có thể biến đổi về cái phương trình phía trên được. Đấy, tại vì đây bên về bên phải nó toàn là biến y này. Đúng không? Thì cái dạng này, dạng phương trình phân ly biến đó, chúng ta sẽ xử lý nào? Chúng ta sẽ lấy tích phân hai vế giống như cái ví dụ mở đầu ấy. Giả sử tìm được cái nguyên hàm của f nhỏ là f lớn, nguyên hàm của g nhỏ là g lớn thì nó sẽ thu được cái dạng này là tích phân tổng quát hoặc là nghiệm tổng quát tùy tình huống. Tùy xem chúng ta có rút được biến này hay biến kia hay không. Chúng ta sẽ vào ví dụ số 1 để minh họa cho quá trình biến đổi phía trên. Ở dạng phương trình lý thuyết thì chúng ta thấy rằng là nó có cái dy với cả dx đúng không? Nhưng phương trình số 1 thì nó lại cho là y phẩy. Thế thì chúng ta phải sử dụng cái biến đổi vi phân để chúng ta viết lại cái y phẩy thành dy trên dx. Ý là thế này này, ý là khi sau khi chúng ta thay cái thằng này bằng dy trên dx để có cái dạng này chúng ta phải nhân chéo rồi chia các kiểu. Đây mình có thể viết qua cái bước mà chúng ta sẽ phải làm. Đó là dy chia dx thì sẽ bằng cái vế bên phải đúng không? 0,1 y 16 trừ đi log bình phương của y. Và như thế này để chúng ta tách biến được ấy, chúng ta phải chia cái cụm này sang vế bên trái. Còn dx chúng ta phải nhân lên. Mà trước khi chia thì rõ ràng chúng ta phải xét xem nó bằng 0 hay khác 0. Đấy, phải xét bằng 0 hay khác 0. Trước khi chia phải xét bằng 0 hoặc 0. Cho nên đây là mình đang xét cái 16 trừ log bình phương của y bằng 0. Tại sao không xét y? Tại vì có log nepe nên y phải dương rồi, chúng ta không không cần xét y. Nó chỉ cần xét cái 16 trừ log bình phương của y này thôi. Đấy và dễ dàng giải ra được y nó bằng bao nhiêu đó. Chuyển sang rút ra được là log nepe của y bằng cộng trừ 4. Và từ đó chúng ta sẽ có hai giá trị của y là e mũ 4 và e mũ trừ 4. Nếu mà y bằng hai giá trị này có nghĩa là y nó bằng là hằng số, đúng không? E mũ 4 là hằng số, e mũ trừ 4 cũng là hằng số. Mà hằng số thì đạo hàm nó bằng gì? Hằng số đạo hàm nó bằng 0. Y phải bằng 0. Dễ thấy là nó thỏa mãn cái phương trình sao? Đúng không? Y bằng hai giá trị này thì vế bên trái bằng 0 bởi vì thằng này bằng 0.
Vế bên, xin lỗi, đây là vế phải. Vế trái cũng bằng 0, tại vì y phẩy ở đây bằng 0 rồi. Thỏa mãn là nghiệm của phương trình sao. Bước 2 là chúng ta sẽ xét khác 0. Lúc này nó sẽ chia để đưa về phân ly biến. Đây, sao nó tách nó ra này. Sau đó chia để đưa về phân ly biến. Chúng ta gom x về một bên và chúng ta gom y về một bên. Đấy. Sau đó tính tích phân của từng thằng một. Lấy tích phân hai vế. Thì rõ ràng là bên này nó sẽ được là 0,1x cộng c, còn vế trái vậy thôi. Vế trái nó sẽ tính riêng cho nó ngắn gọn. Tính riêng cái tích phân ở vế trái ra. Thông thường chúng ta phải tính riêng ra. Đấy, thì lúc này nhận thấy là log nepe của y đạo hàm nó bằng 1 phần y, đúng không? Đạo hàm theo y ấy. Hoặc là chúng ta thấy nó lạ lẫm quá, thấy nó khó xử lý quá. Thì mình có thể viết riêng một cái tích phân theo cái biến khác. Đó là theo cái biến t nào đó chẳng hạn, cho nó quen thuộc. Tự dưng lại tích phân của y nhìn nó cứ cứ kiểu gì đúng không? Đấy, viết lại thành là log bình phương của t như thế này thì chúng ta sẽ thấy cái tích phân này tính nó quen thuộc hơn. Nhận thấy là log nepe của y đạo hàm nó được là 1 phần y. Đấy, cho nên chúng ta có thể đưa vào cái vi phân được, tức là biến đổi về thành cái dạng này này. Y phẩy dx thì bằng dy. Ở đây là chúng ta thấy là u phẩy dy sẽ bằng du, với u là hàm của y. Nó cũng như vậy thôi. Chúng ta làm tương tự. Ở đây ngon lành rồi. Chúng ta thấy đưa vào cái dạng đây, dạng công thức này. Đúng không? A bình trừ x bình. Ở đây x nó tương ứng với cả cái log nepe của y. Còn A bình thì là 4 bình rồi, đúng không? Áp dụng công thức thay vào. Rất đơn giản. Và chúng ta chỉ cần tìm một nguyên hàm thôi. Chứ còn không không nhất thiết phải cộng C ở đây. Tại vì trên này nó có C rồi. Và chúng ta chỉ cần tính cái nguyên hàm về bên trái thôi. Sau đó chúng ta thay cái này vào này. Thay vào vế này. Nó sẽ được là đây là cái tích phân tổng quát của phương trình vi phân đã cho. Đấy. Thực ra là có thể rút được x theo y, đúng không? Nhưng mà vai trò của nó ban đầu là hàm phải tìm là y phẩy, tức là hàm phải tìm là y bằng fx cơ. Nên chúng ta sẽ không rút x theo y ở chỗ này. Đấy, chúng ta cần lưu ý là cái e mũ cộng trừ 4 cũng là nghiệm đó. Đừng 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 bỏ sót. Đấy là dạng thứ hai, dạng phân ly biến. Chúng ta còn có những cái dạng mà đưa đưa được về phân ly, mặc dù nó không phải là phương trình phân ly biến. Dy chia dx thì bằng fxy. Đấy, trong đó dy chia dx nó chính là y phẩy thôi. Còn bên này sẽ bằng f tại 1 y chia x này. Cái đây là đặc điểm của cái hàm số ở vế bên phải. Nó sẽ phải thỏa mãn điều này. Giống như cái ví dụ số 2 là nó sẽ thỏa mãn ở bên trên. Tức là hàm số ban đầu là nó là hàm hai biến xy. Nhưng mà chúng ta có thể quy gọn được về một biến thôi. Đó là chia cả tử mẫu cho x. Thì sẽ được là 1 cộng với cả y chia x. Chỗ này là 2 trừ đi y chia x. Đấy, cái hàm số này sẽ thỏa mãn cái đặc điểm đấy. Cách xử lý là chúng ta sẽ đặt z bằng y chia x. Z là hàm của x nhá. Y ở đây cũng là hàm của x này. Và chúng ta rút được y theo theo x và z. Sau đó đạo hàm y phẩy đạo hàm của tích thì sẽ bằng là u phẩy v cộng v phẩy u ấy. Với u ở đây bằng x, còn v là z. Viết lại ở dạng vi phân để cho nó giống với phương trình ở đây. Dy chia dx y phẩy z phẩy thì nó thay là dz chia dx. Và lúc đó nó sẽ, chúng ta thay vào phương trình ở phía trên này sẽ được là vế bên trái chúng ta thay cái dy chia dx bằng cái biểu thức chúng ta vừa tìm được, biểu thức này này. Còn gz nó xuất hiện khi chúng ta thay cái y chia x đây bằng z. Chúng ta chuyển cái z sang, đúng không? Gz trừ z này. Thì rõ ràng là vế bên này nó chỉ có biến z thôi. Vế bên này x nhỉ. Mình có thể chia để đưa về dạng phân ly biến. Chia đưa về phân ly. Đúng không? Chia chéo lên. Tất nhiên là sau khi chúng ta giải ra thì chúng ta phải thay lại z bằng y chia x nữa thì mới được kết quả cuối cùng. Chúng ta sẽ vào ví dụ số 2 luôn. Vừa nãy mình thấy cần phải đưa về cái dạng là y chia x như này bằng cách chia cả tử ở mẫu cho x. Đấy, thì sẽ được là 1 cộng với cả y chia x ở trên tử. Mẫu là 2 trừ y chia x. Là chia cả tử ở mẫu cho x ấy. Lúc này thì
đặt z bằng y chia x. À, sau đó chúng ta sẽ có được cái biểu thức là y bằng z nhân x. Chúng ta viết lại mấy cái bước ở phía trên này thôi. À, đạo hàm đúng không? Y phẩy x. À, sau đấy thì chúng ta thay cái giá trị y phẩy này bằng z cộng với cả x nhân cả z phẩy. Cái đoạn đằng sau bị thừa. Đoạn này bị thừa. Thay phương trình phía trên. Y phẩy thay bằng thằng này. Thế còn cái 1 cộng với cả y chia x chúng ta viết lại thành là 1 cộng z chia cho 2 trừ z. Đó, sau đó chúng ta sẽ chuyển cái z này sang về bên phải. Chuyển nó sang. Chuyển sang. Đúng chưa? Chuyển cái z này sang bên phải. Và quy đồng lên. Sau đó chúng ta viết lại cái z phẩy này về dạng là dz chia dx. Và chúng ta chia để nhóm biến z về một bên, còn nhóm biến x về một bên. Chia. Đưa x về một bên này. Đúng không? Chúng ta nhân dx lên rồi chia cho x xuống. Bên này tương tự. Nhân với 2z, 2 trừ z lên bên này. Chia cho 1 trừ z cộng với cả z bình xuống cái bên này. Thế là cái biểu thức này. Hai biến nó cô lập rồi, chúng ta lấy tích phân lên. Đưa vào dạng phân ly rồi. Tích phân ở vế bên phải dễ dàng thu được là log Nepe trị tuyệt đối của x cộng c. Còn tích phân ở vế bên trái chúng ta sẽ tính riêng. À, bằng cách là chúng ta xét riêng cái y bằng thằng này ra. Và nhận thấy ở dưới mẫu là bậc 2, trên tử là bậc 1. Đấy. Thì chúng ta sẽ kết cấu về cái dạng là tử số thành mẫu số đạo hàm. Thêm bớt nhá. Mẫu đạo hàm được là 2z trừ 1. Cho nên chúng ta sẽ biến đổi để xuất hiện cái 2z trừ 1 ở trên tử. Thì đây là cái kết quả sau khi chúng ta biến đổi. Cứ viết 2z trừ 1 đã, sau hệ số là thêm bớt sau. Cụ thể nhá. Hệ số của z ban đầu là trừ 1. Ở trong này chúng ta thấy có 2 rồi thì phải có trừ 1 phần 2 bên ngoài để nó quay về cái trừ 1. Chỗ này là trừ 1 nhân với cả trừ 1 phần 2 là dương 1 phần 2. Chỗ này là mình bị nhầm sai rồi này. Chỗ này tận 2 cơ đúng không? Đây là dương 1 thì chỗ này phải còn lại 1 mới đúng. Đây phải còn là 1. Chỗ này phải là 1 mới chuẩn. À đâu? Nó phải là 3 phần 2. Phải là 3 phần 2. Nó phải là 3 phần 2 mới đúng. Đó. Đây cũng là 3 phần 2 này. Đấy, sau đó chúng ta sẽ tách nó ra thành hai cái tích phân nhỏ hơn. Và cái thằng này thì nó đưa về chúng ta về dạng là u phẩy chia u. Nó chính là đạo hàm của log Nepe đấy. Còn bên này thì chúng ta nhóm cái mẫu ra thành cái bình phương. Bởi vì mẫu bậc 2 vô nghiệm, nhóm ra thành cái bình phương cộng với cả một cái hằng số. Thế còn cái dz chúng ta viết lại thành d của z trừ 1 phần 2. Và lúc đó nó sẽ có được cái dạng này. Cái áp dụng công thức của Arctan. Công thức này cũng là một trong 14 công thức ở phần đầu tiên của tích phân. Để chúng ta nhớ được thì xử lý các cái dạng tích phân đơn giản này nó rất là dễ, rất nhanh. A đây bằng bao nhiêu? A nó bằng căn 3 chia 2. X bình tương ứng với cả z trừ 1 phần 2 bình phương. Đấy. Thằng này được là log Nepe trị tuyệt đối của z bình trừ z cộng 1 rồi. Nhưng mà cái z bình trừ z cộng 1 thì nó lại luôn dương. Cho nên là chúng ta không cần phải viết trị tuyệt đối. Còn đằng sau là chúng ta áp dụng công thức phía dưới. À, chỗ này bị nhầm cái hệ số nhá. Đây là 3 phần 2 thì chỗ này nó phải là thêm số 3 nữa thì chỗ này là căn 3. Cả biểu thức bên ngoài này là căn 3. Thì nó mới chuẩn. Tóm lại áp dụng công thức này chúng ta sẽ đẻ ra được cái thằng này thôi. Còn chỗ này là cộng với cả C ngang. Hoặc là chúng ta không cộng C cũng được. C nó nằm ở đây rồi. Rồi chỗ này là căn 3 nhá. Chỗ này bên ngoài nó là căn 3. Nó là căn 3. Chúng ta thay cái này vào trong cái vế bên trái của cái phương trình chúng ta vừa biến đổi dở.
thì sẽ được cái kết quả cuối. Chỗ này cũng là căn 3 nhá. Đấy, giờ cái kết quả này chúng ta dọn nhìn thấy là không rút được z theo x rồi, cho nên là chúng ta để là tích, để là cái tích phân tổng quát. Và bước cuối cùng là chúng ta phải thay z bằng y chia x thì sẽ được cái kết quả cho cái phương trình bài đưa ra. Đoạn này cũng là căn 3 này. Yên tâm vào trong slide, tí nữa mình gửi mình sẽ sửa lại cái lỗi này. Phần phân ly biến, phần quy phân ly biến đúng không? Ví dụ 2. Đấy, thì đây kết quả cuối chúng ta cần phải trả ra. Ngoài ra nếu nếu mà nhận xét ấy, thì mình có thể thấy là cái phương trình này còn có thể biến đổi nữa. Đây, cái phương trình này này, chúng ta còn có thể rút gọn nữa để đưa vạch thành cái này. Bạn nào tò mò có thể sử dụng cái biến đổi này để chúng ta đưa về thu gọn về cái dạng này. Đấy, tức là triệt tiêu mất cái log NP trị từ log x đi ấy. Chỗ này cũng là căn 3 nhá. Rồi, chỗ này sau bạn nào xem lại slide có thể là tò mò biến đổi cho nó rõ ràng. Đây là cái công thức gợi ý sử dụng trong quá trình chúng ta biến đổi. Kết thúc dạng thứ hai, dạng phân ly biến. Chúng ta sẽ sang dạng số 3, dạng cuối cùng là dạng phương trình tuyến tính. Thì chúng ta có 3 phương trình. Đầu tiên là phương trình tuyến tính thuần nhất. Thứ hai là phương trình tuyến tính tổng quát và thứ ba là phương trình Bernoulli. Nhưng mà chúng ta sẽ làm việc với cả phương trình thuần nhất với cả phương trình tổng quát trước. Tức là phương trình số 1, phương trình số 2 nó khác nhau ở đâu? Nó khác nhau ở cái vế bên phải đấy. Thuần nhất thì vế phải bằng 0, còn tổng quát thì vế phải là một biểu thức của x. Còn vế trái thì nó giống nhau rồi. Vế trái ở dạng y phẩy hệ số bằng 1. Y hàm phải tìm ấy. Với hệ số là một biểu thức nào đó của x. Vậy thì cả tổng quát và thuần nhất thì nó giống nhau về cái dạng ở vế bên trái. Thì chúng ta sẽ về phương trình thuần nhất ấy, phương trình này chúng ta sẽ giải tí nữa, chúng ta sẽ giải ở slide tiếp theo, chúng ta sẽ giải nó sau. Đó, cái này chúng ta sẽ giải sau. Còn giải phương trình tổng quát chúng ta sẽ trải qua tất cả là 3 bước. 3 bước. 3 bước. Bước đầu tiên đó là chúng ta sẽ đi, ôi trời ơi, này mình lại viết đè nó vào. Đấy, ý tưởng đây là giải cái phương trình thuần nhất là mình viết là kiểu này ấy, là đưa về dạng phân ly biến, đưa dạng phân ly biến này dy trên x, chúng ta chuyển cái này sang vế bên trái là có thể chia được ấy. Nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ làm kỹ hơn phương trình tuyến tổng quát đã. Chúng ta sẽ trải nó, giải nó theo 3 bước. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ giải phương trình thuần nhất mà liên kết với cả phương trình số 2. Thế nào là liên kết? Liên kết ấy, thì cái vế bên này này, cái vế bên trái của nó là bằng nhau. Cái vế này, cái px này nó cùng. Px này nó giống, còn vế phải cho nó bằng 0. Cái này cho bằng 0 thì sẽ được cái phương trình thuần nhất. Nói tóm lại là phương trình thuần nhất liên kết với cả phương trình 2 ấy, là nó xuất phát từ cái phương trình số 2 nhưng mà thay thế cái vế bên phải là bằng 0 thì sẽ được cái phương trình thuần nhất liên kết với cả 2. Tí nữa chúng ta sẽ giải để làm ra cái nghiệm này nhá. Tí nữa chúng ta sẽ giải cụ thể để đưa ra cái nghiệm này. Bước số 2 là chúng ta sẽ tìm nghiệm riêng, tìm một nghiệm riêng. Ký hiệu là Y0 đi. Thì một số bài mình có thể nhẩm ra nghiệm riêng và thi trắc nghiệm thì không 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 không. Chắc người ta cũng không cho dễ như vậy đâu. Chúng ta có thể nhẩm ra nghiệm riêng hoặc là tìm nghiệm riêng theo phương pháp là biến thiên hằng số. Thì cái dạng biến thiên hằng số này là cách phổ biến chúng ta hay dùng. Đó là chúng ta sẽ cho cái hằng số ở đây thay thế nó bằng một biểu thức của x, tức là cho cái hằng số này nó thay đổi theo biến x, gọi là biến thiên hằng số. Đấy, tìm nghiệm riêng ở dạng này. Còn bước số 3, sau khi có cái nghiệm tổng quát của thuần nhất liên kết và có nghiệm riêng ở bước thứ hai thì bước 3 chúng ta cộng hai cái đấy vào. Chúng ta cộng cái y cái ix màu đỏ này này
cộng y màu đỏ này với cả cái y0 màu xanh sẽ được cái nghiệm tổng quát của phương trình số 2. Đấy. Cái này là giải theo cái gọi là nguyên lý chồng chất nghiệm. Chúng ta biết cái khái niệm như vậy thôi, biết tên gọi như vậy thôi. Thế còn chúng ta chả cần dùng cái nguyên lý này. Cứ làm đúng đấy, những cái bước mà mình hướng dẫn là được. Đấy, có hai bước nhá. Tí mình sẽ làm ví dụ cụ thể cho hai bước này. Thế còn bước đầu tiên đó là tìm ra cái nghiệm tổng quát của thuần liên kết. Thì mình sẽ giải ở slide này, slide tiếp theo. Đấy, giải phương trình thuần liên kết. Bước 1 là chúng ta phải đổi về phân ly biến đúng không? Viết lại cái y phẩy này thành dy chia dx. Đó, sau đó chuyển cái p nhân cả y sang về bên trái, xin lỗi sang về bên phải. Sẽ được là trừ pi chuyển sang này. Đến đây chúng ta thấy là nó tách biến rồi, chúng ta sẽ chia cái y sang bên này. Nhưng mà trước khi chia chúng ta phải xét bằng 0 và xét các 0. Đúng không? Đấy, nếu mà nó bằng 0 thì y phẩy bằng 0. Thỏa mãn là một nghiệm. Nếu mà nó khác 0 thì chúng ta mới chia được. Chia. Và nhân cái dx lên về bên phải. Nhân dx lên. Lấy tích phân hai vế. Đấy, thì cái dy chia y chúng ta biết nó bằng là log Nepe trị tuyệt đối của x rồi, à trị tuyệt đối của y rồi. Còn cái về bên phải này chúng ta chỉ có thể tính được khi mà biết rõ ràng cái biểu thức của p mà thôi. Ở đây chúng ta sẽ làm tổng quát và chúng ta để nguyên ở dạng kiểu này. Log Nepe trị tuyệt đối của y bằng cái về bên phải. Sau đó thì e mũ hai vế lên để chúng ta rút cái y ra. Rút y ra. Đấy, e mũ hai vế lên. Trị tuyệt đối này phá ra thì thành cộng trừ y. Cộng trừ y bằng cái e mũ bên này thì y sẽ bằng cộng trừ cái vế bên này. Y sẽ bằng cộng trừ vế bên phải. Và giống như cái ví dụ mở đầu mình viết lại cái cộng trừ e mũ c này thành một cái hằng số c nào đó. Đấy, với c điều kiện nó phải khác không? Thì đây là cái nghiệm tổng quát mà chúng ta vừa bôi màu vàng ở phần trước ấy. Vào nghiệm tổng quát thuần liên kết. Trong nghiệm này chúng ta chỉ phải tính một tích phân duy nhất. Đó là tích phân của cái hệ số P của Y ở trong cái dạng ở trong phương trình ban đầu thôi. Còn mỗi cái này là phải tính thôi. Và thông thường chúng ta sẽ nhớ cái công thức để chúng ta áp dụng. Ví dụ số 1. Ví dụ số 1. À quên, còn gì nữa nhỉ? Còn cái thao tác gộp nghiệm nữa. Tại vì cái nghiệm ở bên trên chúng ta có nghiệm là Y bằng 0. Ở phía dưới này chúng ta có nghiệm là Y nó khác 0. Đúng không? E mũ nó luôn dương. C đây có thể âm có thể dương nhưng mà nó khác không. Thì chúng ta có thể gộp nó lại thành cái biểu thức dạng ngoặc ngoặc như này. Hoặc là viết gọn gàng hơn. Gọn gàng hơn. Đó là với y bằng c như này. Đây mới là cái công thức mà chúng ta vừa viết lại ở slide trước. Trong đó nhá, cái c này có thể thuộc R. Nếu mà c nó bằng 0, chúng ta sẽ có cái trường hợp phía dưới. Nếu c này khác 0, chúng ta có trường hợp phía trên. Cho nên đây là nghiệm tổng quát hơn so với cả cách viết nó cồng kềnh như này. Tóm lại, nhớ công thức màu vàng. Ví dụ số 1, chúng ta sẽ áp dụng công thức màu vàng này để tìm nghiệm tổng quát của phương trình số 1. Đấy, với cái P thì bằng gì? Đây là cộng P nhá. Thì ở phương trình này, cái P nó sẽ bằng cả cái trừ này. Nó sẽ bao gồm cả cái trừ. Đấy, sẽ bao gồm cả dấu trừ này nữa. Và áp dụng công thức màu vàng ở phía trên, công thức bôi vàng phía trên. Thì cái nghiệm tổng quát của phương trình ở ví dụ 1 nó là y bằng c nhân e mũ 1 phần x dx tại vì trừ trừ thành cộng, trừ trừ thành cộng. Sao tính cái tích phân của 1 phần x dx nó dễ dàng rồi đúng không? Chúng ta thấy là nó bằng log Nepe trị tuyệt đối của x và e mũ log Nepe nó quay về chính nó, tức là bằng trị tuyệt đối của x luôn. Và sau đó phá trị tuyệt đối của x ra sẽ được là cộng trừ c mà c là hằng số cho nên cộng trừ c cũng là hằng số và chúng ta có cái này là nghiệm tổng quát của cái phương trình ở ví dụ 1 phương trình này. Tương tự cho phương trình ở ví dụ 2 chúng ta xác định được cái px lúc này nó là tan. Đúng không? Px lúc này nó là tan. Áp dụng công thức ở phía trên sẽ là c e mũ trừ
tang dx. Cái tang chúng ta lại tách ra thành là sin chia cos. Sau đó thì cái sin này chúng ta thấy là cos đạo hàm ra trừ sin đấy, cos đạo hàm ra trừ sin. Cho nên nó sẽ bằng log nepe chịu tuyệt đối của cos. Đưa nó vào thôi. Đưa sin này vào bên trong thì thành là d của cos. Đưa trừ sin trong là d của cos. Và xuất hiện dạng du chia u ấy. Hay là bước này chúng ta có thể làm bằng cách là đặt u. Bước này chúng ta phải đặt u bằng cos. Thế cho nó ngắn gọn. Đặt u bằng cos, đổi biến thì nó dễ hơn. Đặt u bằng đến cái bước ra được cái biểu thức là CE mũ log nepe chỉ đối với cos thì chúng ta sẽ viết lại dạng C nhân trị tuyệt đối cos là được. C nhân cos là kết quả cuối cùng. Bởi vì phá trị tuyệt đối ra sẽ được cái cộng trừ C phía trên này. Cuối cùng là được cái nghiệm của ví dụ 2. Đấy là giải phương trình thuần nhất này. Chúng ta chỉ cần nhớ cái này thôi. Nhớ cái này thôi là được. Nhớ công thức này để áp dụng. Và để giải cho phương trình tuyến tính tổng quát nữa. Cách giải trải qua hai bước. Bước đầu tiên là xác định nghiệm của phương trình thuần nhất liên kết của phương trình số 2. Phương trình thuần nhất liên kết là phương trình mà vế bên phải này chúng ta thay nó bằng 0. Đúng không? Tức là cái phương trình ở x phẩy y này trừ đi 2y bằng 0 đấy. À nhưng mà chưa, quên. Cái phương trình tuyến tính thì cái hệ số của y phẩy phải bằng 1 cơ. Ở đây hệ số của nó lại bằng x nên chúng ta phải chia cả hai vế cho x đã. Chúng ta phải chia cả hai vế cho x thì mới được cái phương trình tuyến tính tổng quát. Đây mới là phương trình tuyến tính tổng quát nhé. À, để mình nốt lại chút. Đây này, nhớ rằng là hệ số của y phẩy phải bằng 1 thì nó mới là phương trình tuyến tính tổng quát. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ xác định cái phương trình thuần nhất mà liên kết với cả phương trình này bằng cách là thay 2x bình bằng thay 2x mũ 3 bằng 0. Thay 2x mũ 3 bằng 0. Đấy. Đây là phương trình thuần nhất liên kết với cả phương trình mà chúng ta phải giải. Thì chúng ta sẽ tìm nghiệm tổng quát của phương trình này bằng cái công thức mà màu vàng vừa nãy. Nghiệm tổng quát của phương trình màu xanh này thì sẽ là y thì bằng c nhân với cả trừ px dx đúng không? Px ở đây là bằng trừ 2 chia x này. Để trừ nó bị mất dấu cộng đi. Trừ trừ gì đó trừ trừ nó bị mất dấu trừ đi. Và chỗ này thì dễ dàng thu được là 2 log nepe trị tuyệt đối của x và sẽ bằng là chúng ta có thể nhét cái số 2 vào bên trong. Đây, chúng ta nhét cái số 2 vào bên trong. Sẽ là log nepe của x bình. Đấy, và e mũ log nepe của x bình thì nó bằng c nhân x bình. Xong bước thứ nhất. Bước thứ hai chúng ta có thể nhẩm nghiệm. Cái bước nhẩm nghiệm này thì thôi chúng ta bỏ qua, chúng ta sẽ làm nó theo cái biến thiên hàng số. Nhẩm nghiệm này thì không xảy ra đâu, chúng ta làm cái theo biến thiên hàng số này. Đó là xuất phát từ nghiệm tổng quát của thuần nhất liên kết, chúng ta sẽ thay cái c này bằng một cái biểu thức là cx, thay nó bằng cx, tức là một hàm số của x. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra cái cx này thôi. Chúng ta sẽ tìm như sau. Đầu tiên là tính cái y phẩy. Tính y phẩy ra. Cx lúc này là hàm của x cho nên chúng ta sẽ đưa về dạng đạo hàm là u nhân v đạo hàm ấy. U phẩy v cộng v phẩy u. Đấy, v phẩy u thì được là 2x nhân với cả c. Sau đó chúng ta thay cái y này với cả cái y phẩy này vào cái vế bên trái của phương trình này. Sẽ được như sau. Thay ở vế trái thôi. Thì là cái phương trình chúng ta đang phải giải ấy,
thì nó sẽ xuất hiện cái phương trình này. Đây là y phẩy này, đúng không? Đây là y phẩy. Thế còn đây là hệ số 2 trừ 2 chia x này. Trừ 2 chia x. Còn đây là y. Mình sẽ đánh dấu cái y phẩy và y. Đây là y phẩy. Còn đây là y. Đó. À, chúng ta thấy nhận thấy là cái phần này bị triệt tiêu. Phần này bị triệt tiêu. Nó chỉ còn lại cái phần c phẩy nhân cả x bình thôi. Thì chúng ta thấy là c phẩy nhân x bình nó bằng 2x mũ 3 thì c phẩy chúng ta chia tiếp cho x thì sẽ còn lại là 2x này. Và kéo theo là dễ dàng tìm được c bằng x bình. Chúng ta chỉ cần tìm nghiệm riêng mà, nên chúng ta chỉ cần tìm một cái nguyên hàm của c nguyên nguyên hàm của c phẩy mà thôi. Tìm ra một cái c là được, không cần cộng c ở chỗ này nhá. Có thằng này rồi là chúng ta sẽ có được cái nghiệm riêng bằng cách là nhân cái biểu thức vừa tìm được. Đây, thay này bằng x bình. Thay này bằng x bình. Thì sẽ được là x bình nhân x bình bằng x mũ 4. Đây là nghiệm riêng của cái phương trình trên này. Có nghiệm riêng, có nghiệm tổng quát của thuật nhân liên kết, chúng ta cộng hai thằng đấy vào sẽ được cái nghiệm tổng quát của phương trình vi phân đã cho. Nghiệm tổng quát phương trình vi phân đã cho. Cộng nghiệm riêng với cả nghiệm tổng quát của phương trình vi phân liên kết thì sẽ được nghiệm tổng quát của phương trình vi phân tuyến tính tổng quát mà chúng ta phải giải. Rồi, nó hơi bị dài, nó hơi bị nhiều dạng. Thì có lẽ là chúng ta sẽ vào cái ở đây cái dạng cuối cùng này. Dạng phương trình Belli, cái này chỉ mang tính nhận biết thôi. Thì so với cả tuyến tính tổng quát, nó xuất hiện thêm cái thằng này. Xuất hiện thêm thằng y mũ alpha ở vế bên phải. Này, xuất hiện thêm y mũ alpha này. Đấy. Đây là phương trình Belli. Thế còn tuyến tính tổng quát thì nó không có đúng không? Tuyến tính tổng quát là slide nào nhỉ? Ở đây cơ. Đây, tuyến tính tổng quát là bên về bên phải của nó là chỉ có x thôi, nó không có y mũ alpha. Đây, còn Bernoulli thì nó sẽ xuất hiện thêm. Đây, xuất hiện thêm ở về bên phải là y mũ alpha là phương trình Bernoulli. Và cách giải nó thì chúng ta sẽ chia cả hai vế cho y mũ alpha để xử lý, để đưa về dạng tuyến tính tổng quát. Lấy luôn cái ví dụ số 3 này. Y mũ alpha ở đây nó là y mũ 1 phần 2 đấy. Như phần 2. Trước khi chia nó phải xét bằng 0 khác 0. Nếu mà y nó bằng 0 thì chúng ta thấy là cái y phẩy bằng 0 và cái căn bằng 2 của y nó cũng bằng 0. Tóm lại là vế phải bằng 0 nếu chúng ta thay thay vào đây. Vế trái cũng bằng 0. Cho nên là y bằng 0 là một nghiệm. Thế còn xét tiếp y khác 0. Xét tiếp y khác 0. Thì chúng ta sẽ chia cả hai vế cho căn bậc 2 của y. Lúc này nó sẽ được cái phương trình y phẩy chia căn y cộng với 2 chia x nhân với cả căn y như này bằng 2x cộng 3. Đấy, sau đó nhận thấy là căn y đạo hàm bằng y phẩy chia 2 căn y. Nên chúng ta sẽ đặt z bằng căn y này. Rồi đạo hàm nó ra thôi. Nhớ rằng là y đang là hàm của x nhá. Y đang là hàm của x. Nên cái căn này đạo hàm ấy nó chính là căn u đạo hàm. Căn u đạo hàm là bằng u phẩy chia 2 căn u. Căn y ở đây cũng thế. Căn y bằng y phẩy chia 2 căn y. Tóm lại chúng ta thay vào sẽ được cái phương trình xuất hiện là z phẩy cộng với cả 2 chia x nhân z. Và lúc này so nó với cả cái phương trình vi phân tổng quát ấy, phương trình tuyến tính tổng quát thì thấy là nó lệch mỗi cái hệ số này thôi. Chúng ta chia cả hai vế cho z thì sẽ được cái phương trình tuyến tính tổng quát với hàm phải tìm là zx. Đấy, cái này nó sẽ giải theo phương trình tuyến tính bằng cái phương pháp biến thiên hằng số ấy. Sẽ thu được cái nghiệm tổng quát của nó là z bằng cái này. Đấy, sau đó thì chúng ta thay nốt cái z bằng căn y nữa. Thay z bằng căn y này. Rồi để rút y ra bình phương hai vế, chúng ta sẽ được đây là nghiệm tổng quát của cái phương trình ở ví dụ 3. Tất nhiên là nó còn thêm cả một nghiệm y bằng 0 nữa.
Và nghiệm y bằng không thì nó lại không nằm trong này. Đấy, nó không nằm trong này. Cái nghiệm mà nó không nằm trong cái nghiệm tổng quát, nó gọi là nghiệm kỳ dị. Thôi, kết thúc phần phương trình vi phân. Thì có ba cái dạng quan trọng, ba dạng lớn mà dạng bắt buộc chúng ta phải nhớ. Đấy là dạng phương trình vi phân toàn phần. Đây là dạng dễ nhất, đấy. Đây là dạng dễ xử lý nhất rồi. Chúng ta sẽ vào phần đề minh họa xem là người ta hỏi bao nhiêu câu phần này nhé. Ít là hôm trước là hàm nhiều biến đã, nó chiếm mất nó khoảng độ hình như là mười mấy nhỉ. Đây mình để mình mở lên. Nhưng mà phần phương trình vi phân này không có mấy câu hỏi, cả tích phân hôm trước nữa cũng rất là ít. Đây là cái đề minh họa này. Chúng ta thấy là bắt đầu từ câu 34 thôi. Và cho tới cái câu bao nhiêu đây? Cho tới câu 38, tất cả là 5 câu thôi. Phương trình vi phân có 5 câu thôi. 5 câu trong đề thôi, không nhiều. Dạng của nó có tận 6 dạng. Thôi bắt đầu từ câu 34 trước. Phương trình y phẩy cộng với cả x bình cộng 1 nhân y bằng như này, nhân với cả căn y ở đây là phương trình gì? Đây là dạng nhận biết, đúng không? Nhận biết. Có nghĩa là chúng ta nhận biết, phân biệt được các dạng phương trình vi phân thì đã có một câu rồi. Đây là phương trình Bailey. Đấy, xuất hiện cái thành phần là căn bằng 2 của y giống ví dụ vừa nãy mình làm này. Bên này thì là y phẩy đúng không? Đây là px này. Còn đây là y này. Qx này. Y mũ alpha này. Đây nó là cái dạng phương trình Bailey. Nhận biết thôi. Câu thứ hai là câu hỏi về việc gì? Về việc là chúng ta ngoài nhận biết dạng ra, chúng ta phải nắm được cái cách giải. Đấy, cách hai là nắm được cách giải. Phương trình y phẩy bằng x cộng y chia cho 2x trừ y này. Cái phương trình này chính là cái phương trình ví dụ mình vừa làm ấy. Cách giải là đưa phân ly biến bằng cách đặt z đúng không? Đặt z bằng y chia x. Hay nói cách khác ấy, là y bằng zx. Thì chỗ này chúng ta sẽ chọn cái phương án là phương án A. Phương án A. Chúng ta có thể xem lại cách giải, xem lại trong slide. Nha. 36. Cho phương trình tuyến tính này y phẩy trừ 2y bằng 2x có một nghiệm riêng là y0. Thì khi đó nghiệm tổng quát của phương trình vi phân này là bao nhiêu? À thì đây là một câu mà chúng ta hỏi, người ta hỏi kỹ hơn về cách giải phương trình tuyến tính. Hỏi về cái nghiệm tổng quát đúng không? Thì chúng ta phải tìm nghiệm riêng của thuận nhất liên kết đã. Phương trình thuận nhất liên kết cả phương trình này là phương trình y phẩy đây, nó là phương trình này luôn. Và nghiệm riêng của nó thì là y bằng gì? C này, e mũ trừ đúng không? Trừ px dx. Px ở đây nó lại bằng trừ 2. Cho nên là trừ px nó sẽ 2 luôn. Đây, như này. Cái này dễ rồi, nó sẽ được là C nhân với cả e mũ 2x. E mũ 2x. Đây là nghiệm tổng quát thuận nhất liên kết này. Và chúng ta cộng thêm nghiệm riêng y0 nữa thì sẽ được đáp án A. Câu 37. Tính tích phân tổng quát của phương trình vi phân y phẩy bằng x chia y. Cái này chúng ta có thể đưa về phân ly biến được. Hai câu hỏi về cái việc giải cụ thể rồi. Hai câu hỏi về giải cụ thể phương trình vi phân. Đưa phân ly biến bằng cách là chúng ta tách cái y phẩy ra thành dy chia dx.
Bên phải thì là x chia y. Ông đến đây chúng ta sẽ nhân chéo lên. Sẽ được là y dy thì bằng x dx, lấy cái tích phân hai vế. Y dy bằng x dx. Và giải này ra dễ dàng nó thu được kết quả là y bình chia 2 bằng y bình chia 2. Đấy, nhưng mà nhìn đáp số ta thấy chả thấy chỗ nào là y bình chia 2 cả. Bình chia 2 bằng x bình chia 2 cộng với cả c như này. Được chưa? Lấy nguyên hàm hai vế lên. Trong cái này thì để nghiệm tổng quát nhá, nghiệm tổng quát là nó phải có cái c cơ, cho nên đáp án B là chúng ta loại. Đấy, chúng ta chỉ còn lại là đáp án nào chúng ta. Đáp án C cũng loại luôn này. Tại vì là chỗ bên trái nó phải là y bình chia 2. Cho dù chúng ta chia sang thì chỗ này nó phải là C chia y cơ. Đấy, chúng ta chỉ còn lại là đáp án A thôi. A. Đáp án A thôi. Để có đáp án A chúng ta nhân cả hai vế với 2. Y bình sẽ bằng là x bình cộng với cả 2c, đúng không? Nhưng mà 2c nó vẫn là hằng số, kệ nó. Để sau chúng ta sẽ chuyển cái y bình sang, sẽ được là x bình trừ y bình thì bằng trừ c, chuyển sang, chuyển vế thôi. Đúng không? Chuyển vế sang. Cái trừ c là thì nó vẫn là hằng số như này. Chúng ta chọn là đáp án A nhé. Câu 38. Câu 38. Đấy, câu cuối cùng đấy. Câu này khá là khoa, yêu cầu chúng ta phải giải chi tiết rồi. Cho biết phương trình này là phương trình vi phân toàn phần. Ôi, người ta cho luôn mà chúng ta không phải kiểm tra điều kiện gì này. Tích phân tổng quát của phương trình này là bao nhiêu? À, thì chúng ta phải tìm cái hàm v kép trước. Đúng không? Chúng ta phải tìm hàm v kép. Hàm v kép chúng ta có hai công thức để tìm. Ở đây thì xy không có điều kiện gì cả, cho nên chúng ta sẽ chọn cái x0 thì nó bằng 0 và y0 nó cũng bằng 0. Thay bên nào cũng được nhá. Ví dụ mình thay ở bên bên dx đi. Thay bên dx thì chúng ta phải thay y bằng 0. Đấy. Còn thay bên dy. À, DI thì chúng ta chỉ thay một bên thôi nên DI phải để nguyên 0y này. Đấy. Thay bên DX này, thay y bằng 0 ở đây thì nó thấy là nó sẽ mất cái này đi. Chúng ta sẽ bỏ cái này, chỉ để lại là 3x thôi. Để 3x thôi. Lấy tích phân lên. Tích phân này. Thì 3x nó sẽ được là 3x bình chia 2. Thế cận đúng không? Chúng ta phải thế cận nữa. Đây, thế cận. Thì cận từ x từ 0 cho tới x. Còn cái chỗ này chúng ta sẽ coi trừ x mũ 3 là hằng số thôi, kệ nó, tính bình thường. Thì nó sẽ được là trừ hằng số nhân với cả y. Chỗ kia là 5 phần 2 y bình. Thế cận y 0. Đấy. Và kết quả nó sẽ được là 3 phần 2 x bình trừ đi x mũ 3 y cộng 5 phần 2 y bình. Đấy. Cho thằng này bằng C, chúng ta sẽ thu được cái tích phân tổng quát của phương trình vi phân kia. Ở trong các cái kết quả thì đây, cho bằng C á, chúng ta vẫn phải biến đổi thêm để cho nó gọn rồi. Vẫn phải biến đổi thêm. Đây bằng C đúng không? Nhân cả hai vế với cả hai để cho nó không còn phân số đi. 3 này, chỗ này sẽ là 2 này. Chỗ này là 5 này. Cái này sẽ là 2C này. 2C nó cũng là một cái hằng số C nào đó thôi. Và nó chọn được đáp án. Đáp án nào nhỉ? Đáp án A tiếp. Rồi hết rồi, khá là đơn giản.